Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng nhau kết hợp với Cung Tuấn. Cung Tuấn, nam diễn viên sau khi thành công nhờ Sơn Hà Lệnh trở thành minh tinh sáng giá của Cbiz. Kể từ khi thành danh, tài nguyên về mọi mặt của Cung Tuấn khởi sắc đáng kể, thậm chí giúp sự nghiệp của anh chàng bước sang một trang mới. Những lời mời đóng phim, những hợp đồng quảng cáo hay những chương trình giải trí lần lượt tìm đến ngôi sao Sơn Hà Lệnh. Trong số đó, tài nguyên điện ảnh và truyền hình là thứ mà Cung Tuấn chú trọng nhất. Là một diễn viên, để duy trì sự nổi tiếng và khẳng định được tên tuổi của mình, anh chàng cần phải có tác phẩm hay và vai diễn xuất sắc. Vì Cung Tuấn đang là cái tên hot nên rất nhiều tin đồn về dự án phim nhắc về nam minh tinh. Mới đây, một blogger chuyên đăng tin đồn về mảng phim ảnh đã tiết lộ rằng hai nữ diễn viên hàng đầu của gia hành là Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba đang có dự án muốn mời Cung Tuấn trở thành nam chính. Một là tác phẩm Đế Hoàng Thư đã xác định nữ chính là Mỹ Nhân Tân Cương, dự án phim còn lại là Kiều Tàng của Dương Mịch. Nếu như Cung Tuấn thực sự hợp tác với Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba thì điều này cũng có hai mặt lợi hại khá rõ ràng. Xét về ưu điểm, nó có thể đưa sự nghiệp của anh chàng lên một tầm cao mới. Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba đã nổi tiếng trong nhiều năm nay, có lượng fan và khán giả hùng hậu. Hầu hết các bộ phim truyền hình họ đóng vai chính đều nhận được sự chú ý và độ thảo luận cao. Vì Cung Tuấn chỉ mới nổi nên về mặt này sẽ kém hơn đàn chị rất nhiều. Việc đóng cùng với hai gà cương nhà gia hành sẽ giúp Cung Tuấn được nhiều người biết đến, từ đó nâng cao quốc dân độ. Đây là mục tiêu của mọi diễn viên thành danh từ phim chiếu mạng, vì họ không muốn tên tuổi mình chỉ gói gọn ở mảng này. Tuy nhiên, ở chuyện phiên vị, Cung Tuấn sẽ phải chịu phiên hai, nhị phiên, xếp sau nữ chính. Cả Dương Mịch lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những nữ diễn viên hàng đầu. Đương nhiên vị trí của họ sẽ là nhất phiên nếu hợp tác cùng Cung Tuấn. Nhất phiên và nhị phiên đương nhiên sẽ có sự khác biệt rất lớn nếu như tác phẩm trở nên thành công vang dội. Công lao lớn nhất đều sẽ thuộc về nhất phiên, đương nhiên nhị phiên sẽ phải chịu thiệt thòi hơn. Đây cũng là lý do khiến diễn viên ngày nay coi trọng phiên vị đến thế, vì đó góp phần thể hiện sự thành công và sức hút của họ. Dù vậy thì việc hợp tác cùng hai nữ diễn viên hàng đầu của gia hành mang lại cho Cung Tuấn lợi nhiều hơn hại. Cung Tuấn chỉ mới thành danh, mọi phương diện còn tương đối yếu kém. Vì thế chuyện Cung Tuấn nên duyên cùng Dương Mịch hay Địch Lệ Nhiệt Ba trên màn ảnh chính là tín hiệu đáng mừng giúp sự nghiệp của anh ngày càng khởi sắc và thuận lợi hơn. Về tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ cùng Cung Tuấn đảm nhận vai chính trong phim chuyển thể Đế Hoàng Thư. Khi nghe tin tức này, fan ra sức khuyên can, mong Mỹ Nhân Tân Cương từ chối dự án này. Họ để lại rất nhiều lời bình luận dưới bài viết của studio nữ diễn viên. Nhẹ thì khuyên ekip nên suy xét mà từ chối, nặng thì uy hiếp sẽ tẩy chay nếu như làm trái lời fan. Có rất nhiều lý do khiến người hâm mộ không hài lòng về dự án này. Thứ nhất, fan cảm thấy Cung Tuấn không xứng để sánh đôi cùng Nhiệt Ba. Họ cho rằng nam diễn viên chỉ vừa mới nổi tiếng, may mắn nhờ đóng phim đa Mỹ nên mới phất lên. Thứ hai, có tin đồn cho biết nhà sản xuất của Đế Hoàng Thư không thích Nhiệt Ba. Điều này sẽ khiến cô dễ bị đối xử bất công trong quá trình quay phim. Lý do thứ ba là vì Nhiệt Ba đang nhận rất nhiều dự án cổ trang. Hiện cô đang quay phim cổ trang Ngự Giao Ký cùng Nhậm Gia Luân. Thế nên fan mong dự án tiếp theo sẽ là đề tài hiện đại. Thứ tư chính là khán giả cảm thấy nàng Tiểu Hoa không hợp với tạo hình cổ trang. Trong trường ca hành, vẻ ngoài của Nhiệt Ba thường bị nữ thứ Triệu Lộ Tư lấn át. Nhan sắc cũng bị hạ thấp một cách trầm trọng trong trang phục cổ trang. Nhưng sang tạo hình hiện đại thì cô nàng lại tỏa sáng, xinh đẹp rực rỡ. Theo thông tin trên Duben, Đế Hoàng Thư sẽ đổi tên thành An Nhạc Truyện. Dự kiến phim sẽ khai máy vào tháng 7 sắp tới.